biển thành phố của Bến Tre mấy bạn. Cho là Bến Tre sông ngòi nhiều, phù sa nhiều, cho nên cái nước biển ở Bến Tre nó không có trong, nó xanh giống như những cái biển mà Kiên Giang hay là biển miền Trung nha mấy bạn. Nhưng mà cho dù là ốc anh hay là đục quá thì nó vẫn hải sản. Thì Ngọc mời các bạn đi theo Ngọc xuống chợ hải sản. Chứ là chợ mà tại vì hôm nay là do Ngọc đi ngày thứ á, cho nên là hôm nay ở đây ít bán. Thường á là sẽ bán vào thứ bảy chủ nhật, còn vào dịp nghỉ hè á là mỗi ngày, còn thường thì chỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là hôm nay có con bô Ngọc dưới nha. Hôm nay á là Ngọc ba nguyên cái bãi Hàng Dương luôn nha mấy bạn. Bạn nào ở gần lại đi chơi với Ngọc. Ghê chưa, ghê chưa. Đầu không đời thấy cái thẻ thẻ mà nó bự luôn. Quán nè ha, vô mấy cái dịp mà lễ hè là không có chỗ ngồi luôn cho mấy bạn biết nha. Giờ là full bàn nè. Full bàn, full ghế luôn, không một bóng. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải có một mình Ngọc thôi. Nhưng mà mỏng mỏng đi xuống đây là đạn đạn là gió thổi bay các bạn, sao thấy cầu dằn lại nè. Đếm thịt nướng dằn lại đếm thôi bay mới được kìa. Mình có những cái con gì với con gì vậy cô? Ốc con, ốc má, ốc con. Ốc gì cô? Ốc biếc ở nhà. Ủa, mẹ ốc xe nè. Ốc xuống không mắt hả? Chỉ có tên xuống ốc, không có ốc luôn á. Cô con ăn ốc. Ốc? Ốc cô bán sao cô? Đến 50 con. Là hộp cẩm? Đến ký 50 ngàn. Là hộp cẩm hay là? Đủ rồi. Cô ăn cái đặc bán thứ con. Con cũng lấy hai cô đi. Mấy em ghế ốc rồi chị. Ờ, chị lấy hai mua đi. Bắt em mấy cái con này mà lạ lạ đây nè. Mua đi cho nó rửa chân đi con. Hai con cua không có nhiêu tiền phải hả? Tôi không phải con chị đứng ăn con hả? Đâu rồi, hết rồi, có con ốc vậy? Dạ. Cái thứ này nè. Đâu thấy đâu, hết rồi chị. Một chiếc này con á. Nè. Dạ. Tan cô để con lựa ốc với cô. Đấy đi rồi má hai cô cá. Có rồi. Nè ốc bắt mở nè. Bắt con ốc coi. Dạ, ốc mở cho nó đi, ốc mở mấy trăm ngàn ký đó con mày. Có rồi. Nữa không đại đi bắt nó rồi. Đây chị bắt ở đâu rồi chị? Bắt ngoài biển thôi. Ốc ngoài biển đây nè. Bắt thì bắt ngoài biển đây nè. Chị em dẫn em đi ra ngoài bắt đi. Trời ơi. Chú không đi hồi kia tới giờ á. Để canh hai cô này nè cho bắt buộc. Nó thấy cô cho anh hả? Hay con ốc mở. Tôm ngán rồi, hôm nay đi cùng em ăn. Mới hai giờ con ăn ốc. Con xuống sông. Sẵn cho luộc luôn hả chị? Ốc rồi hả chị? Ốc ốc mấy rồi hả? Ốc rồi. Ốc chiếc cho nó đi. Nó sẵn rồi. Hết trơn rồi. Thế nè nè con có ốc bông nè. Ờ bỏ đi. Là trời em mới hai cho mua mấy. Ủa hết thôi phải không? Dạ tí thôi chị. Để em tưởng sẽ có chị ốc mua. Thôi con. Thôi thôi chị. Dạ. Sao ít quá vậy? Ờ, ốc này nó mập. Sao ký sao em thấy ít quá vậy? Ở đây bao cân nha, con ốc nó nặng á. Ốc nó nặng. Bỏ ra cho nó lụng. Có con cua không? Nó nhỏ cho nó lụng. Dạ không. Em đặt cua trên quán rồi chị. Ai cứ có được thôi. Có chị luộc kia đi, cái này luộc rồi. Cắt 20 ngàn, ta tầm nổi có luôn. Thôi luộc cho đi, đi xem xà kiểu này. Con đó ta. Dạ. Để cho nó hái mua nè. Thôi nè, con mua ốc rồi cô. Hả? Má hà cô. Để đi cô mổ cô có nhiên đi, sáng giờ cô bán con nè. Con mày luôn á. Để đi má hà cho vô mổ con thôi cũng được nè con. No, con cua bự lắm. Lấy con này đi hen. Nè con này đi. Được. Để. Thôi, mập không? Mập. Bỏ cho anh đi. Thôi ốm nhơ mà cô, nó ốm giống con nè. Không, con ăn đi. Thôi, con này nó ốm giống con nè. Dạ không? Dạ không, không. Lấy cái đó cho em. Lấy à? Luộc cho em. Con ăn đi. Luộc xả cho em, dạ. Con ăn đi hả? Thôi.
nó tùy con. Thôi con này bự lắm, mà nó như mình. Có nhưng nó bệnh thôi. Con này được hai con thử đi. Bớt thử thôi. Thôi cũng như bự. Con cái này chị bán con. Cưng mới chứ đâu có con đây đây có nửa ký mà lấy bằng thôi. Em không mua, em không mua cua đâu. 80 ngàn thôi, kệ má hà cho con đi. Dạ thôi, con mua trên quán rồi, con mua cua rồi. Cỡ ra cho. Con cua này nó chết lại rồi con. Thôi em không mua cua kệ. Mà hà cho con cho có duyên lên gái. Vì nãy con ở hàng ốc của cô rồi. Dạ thôi con ăn cua. Con ăn cua. Nén cua trời ơi. Bữa giờ con đi Cà Mau con ăn cua nhiều rồi. Dạ thôi con em ăn ốc à, mà cô có một loại à. Dạ. Em thôi. Cái thả bên kia tên gì? Vậy là hôm nay Ngọc đi không có đúng ngày cho nên hải sản chỉ có một loại là cua thôi. Còn ngoài ra ốc hay là cá mực đó không có nha mấy bạn. Mà cua trời ơi, ta nói giờ nhắc tới cua ốc cục nó nổi. Bữa giờ Ngọc đi ăn quá trời cua rồi, bây giờ thấy cua sợ lắm. Em ăn ốc thôi. Mua ốc rồi bây giờ Ngọc ăn cua mình luôn. Còn cái biến không biết đó là cái biến. Còn ốc đó là nó cua cha ký. Mấy cái dịp mà lễ Tết hay nghỉ hè ta nói xuống đây nó vui dữ lắm, nó đông dữ lắm, chợ hả dài ra vậy nè, tha hồ mà lựa. Rồi bánh kẹo nè, kẹo kem khói nè, rồi kẹo chỉ hồng rồi từ lưa tùm lum hết, rồi người ta đi tham quan du lịch tắm biển rồi cũng đông rất là vui. Nhưng hôm nay là Ngọc bao hết từ ngoài biển vô tới quán luôn, chỉ có mình mưng Ngọc thôi. Nhưng mà có một cái trường hợp là Ngọc không có thích. Nhưng mà thường xảy ra ở những cái khu du lịch, đó là cái tình trạng mà chèo kéo khách. Kể từ khi mà mình vừa vô đậu xe là đã có quá trời người loại chèo mình vô, rồi đi xuống cái chợ hải sản. Đông thì ít, còn bây giờ giống như là đông người bán thì có đông du khách thì mà nay nó mua, còn giờ một hai người thấy mình xuống thôi chèo nèo mà thấy không cầm lòng được luôn, ai cũng muốn mình mua hết nhưng mà làm sao mua hết được, đông quá, nhiều người bán quá, nhưng mà có một mình Ngọc mà đâu có ăn hết đâu mà mua. Mua được cô này thì bỏ cô kia. Quan trọng là không có tiền mua. Kiếm bàn rồi. Ông gửi theo bên kia, ông qua đây ông ngồi một hơi nó đập ông xăng dịch luôn á, cho không biết. Bà quán bên kia quên đây. Đập cái gì thì đâu ra đó, từ gửi xe rồi đó, tiền gửi xe tao ăn quán nào rồi tiền quán không đó. Không có. Gửi xe là 50k, còn nếu mà bạn muốn vô quán đó bạn ăn thì là phi. Gửi xe phi. Hả? Bởi vì cái tình trạng mà chèo kéo là từ ngay lúc đầu, từ ngay bãi giữ xe là từ đó ra. Giống như quán A nè, quán B nè, vô đây nè miễn phí gửi xe, qua đây nè miễn phí gửi xe, vô quán ăn ủng hộ chị nha. Đó, cái kiểu vậy đó. Tại bình thường mỗi lần con đi xuống không, con đi mà con không có để ý thời gian. Lúc nào xuống cũng đông hết, tự nhiên hôm nay xuống tao không thấy cô nào bán đồ ở dưới chợ á. Này con lại chỗ bán đồ không? Dạ có mà cua không à. Không có, không có cá hoặc là ốc gì hết. Con gái 2 tháng này xuống rồi ghẹ đồ ốc rồi bán lường đi. Dạ. Con nhớ là mỗi lần đi là xuống ở dưới cái bờ biển này nè. Bán quá trời luôn. Con chưa có về. Con còn đi vòng vòng con chưa về. Con chết con nè. Dạ không. 5 rưỡi, 2 rưỡi con lấy con 2 cuốn thôi. 3 cái cua. Dạ không. 3 cái ngàn đế con tới luôn á. Không, con không có mua. Sáng rồi không bắt cua nữa. Không bán một con. Chút nữa đây cô, bên kia có khách đó. Dạ. Rồi rồi ngày thường nếu mà không có khách thì cô làm sao? Sao cô không ra chợ á? Chợ nó cứ nắng, sao không đến chợ? Một ký mấy luôn, mà bán con có 20 gram bà. Dạ con không thăm khám thăm con quá cô rồi, giờ con thấy cô còn sợ hết đó. Tại mấy hôm nay con đi quay nhiều lắm, con chưa có về. Thường thường là một lần vậy con đi, rồi con đi tắm cả tuần lần. Dạ con vô nhà trọ á, cái con lấy cô bán cho xăng đổ cho con bán rẻ cho con luôn á. Dạ không, tại con bán mai là bán cho con 100 ngàn đổ con 1,5 ký cô á. Thôi để dịp khác rồi cô. Các bạn đi chợ hải sản ở đây à, vô trả giá hay không? Không cần nói vậy chị, anh cũng mời tới luôn. Dạ bán thôi. Dạ. Bán ốc của em không? Trên mặt gái. Dạ, em gửi tiền. Thôi thôi, 53 rồi nè. Wow. Mời mấy bạn nha, cái này hồi nãy Ngọc mới mua nè, 50k, phí luộc 20k nữa là 70k trong hộp ốc này, mấy bạn thấy mắc không?
Cái này mình không cần chấm, mình muốn chấm thì nó tăng độ vị ngon lên thôi. Còn nếu không nó vẫn ngon, tại vì nó mặn rồi, nó mới bắt vô nó còn ngâm nước mặn. Ai biết con gì, giống con nghêu quá nhưng mà không phải con nghêu. Ở nhìn mà nó mập nha, nó không mập vậy con nhưng mà nó mập, nhưng mà nó vừa ăn nữa. Cái này đúng là khỏi chấm luôn á. Cái vị của Ngọc ăn là vừa rồi, tại vì nước mặn nó ở dưới nước mặn rồi, nó mới vừa lên rồi mình luộc thêm cái nước mặn nữa. Cái ngon hơn. À. Rồi lấy gì ra lỡ ra, lại tới đường này mình ra. Nhưng mà nó không ngon gì. Cắt luôn. Đây là vỏ. Đây là gì? Hú hồn chi mén chưa? Không nha mấy bạn. Không ngon. Không ngon ốc mà ốc gì? Ốc hút. Ốc hút, con ốc này là phải hút, chặt tới đít rồi mình phải hút. Ốc hút biển hả? Ừ. Mình hút vậy nè, nó tự ra. Đó. Nhưng mà sao cái bản thân nó mà mập ù ú ú dài hòn mà sao cái ruột nó vậy? Này chứ, để lâu nè. Cái này giống như con tùng lãi à. Ăn cũng được, giòn. Mình nếu con ốc này là phải chặt vậy nè. Bây giờ mà mình đi biển, mình đi khu du lịch ít thôi, ăn khách sạn thôi vậy. Ăn khách sạn để dành tiền cho quán nha. Các bạn thấy không? Thấy rõ không? Cát nè. Quá trời cát luôn. Đó cái tâm lý đó, cái tâm lý mà đi biển ăn hải sản cho nó đã đó, cho nó ngon á. Kệ mới hàng cho em bán đắt thiệt á. Thiệt. Muốn lấy cái gì đây? Là hai hộp 30 ngàn luôn hả? Hai hộp 30 ngàn. Lần đầu tiên em trả giá luôn. Dạ. Rồi chị bán thiệt tình chưa? Thiệt á chị, 20 ngàn hộp á. Chị mới hàng em máy ra nè. Chị không có cắt nên em đi trễ đó. Nghe chứ, lần đầu tiên em mua đồ em cái mới trả giá luôn đó. Đó là có nghĩa là chị đâu trả giá đâu mà em tự với giá với chị mà. Dạ chị. Dạ, cảm ơn. Xong, dẹp, lụm tiếp. Nó bắt nửa cái áo con dép nó học không hả chị? Không, cái vỏ thì mập chị mà cái ruột đó mà. Biết cái đọc mấy hai nè. Chị mua dưới hay vậy? Tại chị em nói sớm chị nghe nói ăn hết là chị mới nói. Rồi em mới tới mà anh tụi. Hai em gặp chị sớm em vui biết bao nhiêu. Dạ con cảm ơn. Chú thở ra giùm coi. Ăn hết rồi bọn vỏ không mà chị mới nói dọn mấy ngày rồi. Không. Thì người ta nói có người này người kia. Một hộp là 20k nha mấy bạn, hai hộp là 30k. Không. Không. Gì? Đừng ngồi khoảng 7 đi. Cái gì sao lại à? Nhưng mà nó ngọt nha, nó chất lượng nha. Bạn bỏ nước cho mình mà sao bạn để bỏ luôn vậy? Mới biển sao? Mới biển. Mới biển sao ngọt hả? Thì mía ở xứ mặn đó. Nó ngọt vậy đó. Cũng cái vụ này nè, cay lắm. Bữa đi qua thành phố Mỹ Tho chơi, đi lại ngay chỗ mấy cái xe mà bán trái cây ở ngay chỗ giếng nước đó mấy bạn. Họ thấy cái xe mía lạnh ta nói nó ngon lắm. Đáp vô mua bịch mía 20 ngàn, có một chút xíu vậy thôi. Ở ngoài ngay chỗ mà khu công nghiệp chỗ Ngọc ở hả, ra mua một bịch 25 ngàn, còn 3 kg ăn lòi lãi luôn. Ở đó bịch có chút xíu là 20 ngàn. Ăn được miếng bỏ được bỏ luôn. Ta nói hả, cắn vô á nó y như nước miếng luôn, nó lạt nhánh mà nó hôi nước. Trời ơi, giống như là gọng cái này nè, tông nước chừng 8 tháng vậy đó. Bán gì không có tâm gì tương. Các bạn ở thành phố Mỹ Tho chơi á, mấy cái cô mà bán cái cây hai xe cái cây ở ngay dưới nước. Các bạn ăn cái món khác đi, đừng có ăn cái xe ốc lạnh. Giống như mình, mỗi khi mà mình đi đâu cái người ta hỏi ở nhà người thân người, bà con nhìn sớm rồi á. Ừ, đi biển nhớ mua đồ ăn, mua đồ hải sản về nha. Nhưng mà thật chất khi mình đi xuống biển, mình đi xuống tận ở nơi đây thì hải sản đâu có nhiều, nó đâu có tươi. Thậm chí quán mà người ta còn đông đá, mà cái quán ngay biển luôn á, hải sản người ta còn đông đá. Tại vì nó không có những cái hải sản mà ngon từ ở dưới ghe biển lên á,
đưa thẳng lên chợ đầu mối, đưa thẳng lên những cái thành phố, những cái quán lớn. Còn ở đây là bán những cái giống như là cốc ở mấy ghim vậy thôi. Còn những cái mà ngon á là phải cũng đi ra ngoài kia mua, không ai trữ hết hả? Mới mốt bỏ cái tâm lý mà đi biển ăn hải sản ngon đi, không có. Tôi nói hồi xưa kìa, bây giờ muốn ăn hải sản ngon, vô trung tâm thành phố, những cái quán lớn. Chuyện này như ăn biết. Đúng rồi. Mấy cái quán mà mấy cái quán lớn á ở trong thành phố Bến Tre mấy bạn. Những thành phố khác thì cũng có nhưng mà Ngọc không rành, tại vì Ngọc ít đi. Nhưng mà trong thành phố Bến Tre của Ngọc thì Ngọc thấy á, đa số những cái quán hải sản lớn á, mà muốn có nhiều khách á, là người ta sẽ có những cái tủ kiến để trưng hải sản mới về, còn bò còn nhảy ở trong đó luôn. Thích con nào bắt con đó, ăn bao tại quán luôn. Giá hợp lý nha. Không hề chặt chém. Thì nói lại với quản lý bớt giá và xử lý, chứ phải như đây là ăn vô nhiều có chịu. Khi vô xong mình chưa lột bả được tiêu. Cái tình trạng đó có. Ngọc có bị một lần. Chứ chưa có chiều nhớ, nhìn nhớ không? Khách đông quá, cái luồn vô nè. Giống như ở đây xung quanh đây là bạn khách chen vô. Cô ơi, bạn kia đặt rồi cũng bỏ đi mất tiêu rồi, cô cũng mua dùm giúp. Cho tâm lý, bán là rẻ lắm, đặt xong bỏ rồi mất tiêu giờ không biết sao nữa, sự kiếm mua... có hả? Bán rẻ thôi, dụ 250 bán 200 mua giúp dùm mình luộc còn nóng hổi nè, mà tôi chết rồi mới luộc đem ra thì nó mời mọi người cũng dính người. Đó là một cái chiêu trò để người ta bán cái vô lý cho người. Thì mình đi giống như gọi xong giống như mình đi du lịch ở đâu đó, mình sẽ lên mình sẽ search những cái kinh nghiệm, chia sẻ từ những cái người đi trước để mình rút kinh nghiệm. Thời buổi bây giờ 4.0 rồi, sơ hở cái là có bài Google, sơ hở cái là có mạng YouTube, có TikTok, có Facebook đó, mấy bạn đi về mấy bạn chia sẻ rần rần á, cho nên là mình cũng sẽ có được một cái số gọi là kinh nghiệm và cẩm nang cầm tay khi mình đi du lịch tới một cái điểm nào đó. Wow, nấu hỏi luôn. Ăn mì xào nha mấy bạn. Mực nang giống như bình thường nữa không? Giống quen như mình tới lễ hay Tết hè rồi á. Trời ơi, tao nói đông dữ lắm mấy bạn. Kính chặt bàn luôn, full chỗ luôn. Mình phải đặt trước quán chứ không thôi mình xuống là không có chỗ ngồi. Còn mình đi xuống dưới chợ hải sản mình mua là có chế biến, giống như lúc nãy Ngọc mua chế biến dưới á, nhưng mà không có chỗ ngồi. Tại vì ở dưới là người ta bán chợ mà, đi vòng vòng ra ngoài bãi biển ngồi thôi. Còn khi mà lên quán là mình phải đặt trước, đông dữ lắm. Xuống đây mình sẽ có kinh nghiệm là mình xuống cái quán nào đó mình liên hệ, mình đặt trước cái món nào đó giờ đó, mình xuống đây mình tắm biển xong mình lên mình có ăn liền. Còn nếu không mình xuống á là trên bãi đậu xe thôi là đã không có chỗ rồi, đâu được vô quán, đông á. Còn do Ngọc đi ngày thường thì mấy bạn thấy là nó vậy đó, nó vắng. Chứ mấy hôm nay thấy biển động hay sao? Sóng quá trời kìa. Không có tôm cá nhiều. Quên giới thiệu với mấy bạn nữa. Được sáng giờ Ngọc đi biển Thành Phú, nhưng mà cái bãi biển hôm nay Ngọc đến đó là bãi Hàng Dương nha mấy bạn. Tại đây nó có hai bãi, bãi Hàng Dương với biển tên kia là biển Ngọc hay vậy đó. Thế rồi cái quán thôi. Không, sao tên này thật ra là để biển Ngọc luôn, thuộc Cồng Bửng. Hình như là hai bãi á. Cái bãi Ngọc với lại bãi cùng Hàng Dương là thuộc Cồng Bửng á. Cái quán tên biển Ngọc đúng không? Rồi có cái biển nữa. Thì bãi tên đó là bãi gì? Biển. Tên kia có tên. Tên đâu suốt tuốt nồi trên đó nữa mà vắng lắm, trên đó ít người lắm. Người ta xuống là xuống đây nè, còn bửng là ở đây nè. Cho mấy đứa đi chưa nè? Dạ. Cho mấy đứa đi chưa? Nghe xét. Vô vườn hả cô? Vô vườn nha. Dạ. Con thu hoạch chưa? Rồi. Rồi hả? Tưởng chưa cô cho con vô vườn nhé. Vô quay phải không? Dạ. Mà nhưng mà đó giờ nó ít tái chứ không nhiều tái được không? Ít tái hả cô? Ừ. Ở gần đây không có? Cũng xe được. Dạ. Thấy cô cho tái vừa mừng quá bỏ dĩa mì.
con bên đâu, con bên kinh mà kinh mấy hả? Dạ con kênh Ngọc Hiên Di. Gì? Ngọc Hiên Di. Ngọc Hiên Di phải không? Dạ. Cô tặng cho Ngọc cái vua nữa bạn, ngư dù của cô trồng ở dưới biển này nè. Ở ngoài mặt đây thì người ta sẽ kinh doanh về các mô hình quán ăn hải sản, còn ở trên kia thì người ta có trồng trái cây, nên cái đường mình xuống là người ta trồng trái cây xoài với lại dưa hấu á mấy bạn, tùy theo mùa. Nhưng mà xoài là trồng thấy quanh năm, nhưng mà trái cây củ quả này kia có lúc Ngọc đi thì thấy trồng đậu, có lúc thì trồng sắn, có lúc thì trồng dưa. Cái tháng này là Ngọc thấy người ta trồng dưa nhiều. Lúc nãy vô thấy mấy cái xe tải bự 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 đó, người ta xuống người ta chở dưa mấy bạn. Dưa biển ngon tại vì nó ngọt, nó có cái hậu mặn mặn, vỏ nó mọc chánh luôn, ngon ghê chú bạn. Nè mình múc hết dĩa mì rồi cái tiên múc ban hết dĩa mì hả? Ngán quá trời, ngon thôi ăn đi, còn ăn dưa. Mời mấy bạn nha, like xét. Bình thường quán đông hả, chen chúc nhau thì làm gì có thời gian mình để cô chủ quán ra thăm mà cho làm gì. Nó tôm còn mấy con thả lông tôm. Dĩa này nó nhiêu? Quên hỏi cô rồi, nhưng mà thấy trong menu là 150. 150 hả? Ừ. Được không? Bữa mình ăn bên còn vàng là 80 phải không? Ừ. Dĩa này 150. Ừ. Ở đây rẻ hơn. Nhiều đồ ăn hơn à? Topping với mì nó, topping nó đâu luôn, không biết đâu luôn. Nãy giờ ăn 5 con tôm à? Ăn 5 con tôm hả? Sao lại ở đây còn 5 con tôm? Ở đây 3, ăn 2 con tôm, ăn 5 con tôm. Còn mệt quá trời luôn. Ừ. Em không được kìa. Tại rồi. Tại giờ nãy tôi đi, thấy nhớ rồi tâm mới nói vậy. Không quá mình chia quán này không gửi quán này không ha. Xong ngư với nhau mấy bạn. Đậu xe miễn phí nha mấy bạn. Đậu xe hơi mà xuống đây là 50 ngàn một chỗ á. Ăn đi, vô không ăn, dậm một nhát rồi. Rồi thôi mà bả đem cái gì ra bả cho nó, chứ là tao đợi bạn nó đi một vòng luôn. lấy hàng tao bàn tao bấm vô tao đổi bàn tao đi một vòng thôi. Ghê không? Xong ngư mãi đỉnh, xong ngư mãi đỉnh. Nói mà trời mấy chiếc cua biển chứ là tội quần luôn quá. Hồi nãy bà kia bà xém rồi đó. Dạ không chị, ông phụ em đi. Không chị quá trời luôn, một đống luôn. Mua gì mua gì. Dạ. Ê, cô chủ quán cho. Dạ. Hồi nãy là Ngọc rủ mấy bạn xuống biển chơi, giờ Ngọc rủ mấy bạn về với Ngọc nha. Chứ để em thôi mấy bạn ở dưới biển mà Ngọc về Ngọc bỏ mấy bạn lại. Xin chào quý khách thượng lộ bình yên, bye bye. Nhớ quán này nha mấy bạn, vô có dưa hấu nha. Bữa nào mà vô không có dưa hấu nhớ nói với cô nha. Bà Ngọc Hiên Di bà ghét có dưa mà sao mấy bạn ghét không có dưa nha.